Chúng ta sẽ tách cái bản vẽ này ra luôn bằng lệnh viết kép, tại vì dim nó không đưa sang bên 3D Max đâu. Mình tách luôn, tách luôn như thế này cũng được. Từ meter ok. Rồi vào 3D Max chức năng import 2 số 6 open vẫn là recal layer ok. Đây cái file này mình vừa chèn từ 3D Max qua. Sẽ đồ lại cái bài này bằng cái bài số 2 chúng ta đã học, bắt điểm ở chế độ 2.5. Bạn tắt hết bắt điểm đi nha bạn, để vừa tích không thôi, đừng bắt keyboard nhé. Tiếp tục nha, đến lượt vẽ đây. Copy có vẻ lâu hơn. Mà thích copy bên trên xuống được mà mình vẽ cũng được. Được chưa? Xong hết rồi thì chúng ta sẽ làm như sau, delete thằng này đi. Cái nét này chúng ta tạm thời 2 cái selection đi nhé. Cho lại cái nét này mà đưa nó ra ngoài. Chụp phải hai tất cả. Cái này bị thiếu mất một đường đúng không? Copy sang cũng được, hoặc là vẽ lại cũng được. Nhớ phải khóa nhá. Dùng cạnh này và giữ shift kéo ra. Để chế độ copy thôi, đừng để chữ enter là có vấn đề luôn đấy. Chúng ta chọn đối tượng này, convert sang SPLine, chọn unq, chọn một đường, bấm attach list, không cần attach cũng được, không cần attach luôn, để nguyên bản, sell luôn trực tiếp, 250. Rồi mình sẽ tách cái bản vẽ này, mình sẽ đồ trên mắt, dùng lệnh viết kép để tách, chọn đối tượng tách ra. Đừng chọn mấy nét này này nha, nét này nó cũng xanh luôn. Enter. Mình đặt tên đây là bản vẽ số 7. Ok. Xong mắt này.